Đây đó trong dư luận vẫn có người cho rằng, chiến dịch Xuân 1975, sở dĩ ta đánh nhanh thắng lớn là do địch sai lầm về chiến lược và tinh thần binh lính địch bạc nhược, nên mới chiến thắng dễ dàng. Nhận thức như vậy là chỉ mới thấy phần ngọn mà chưa thấy hết cái gốc. Phần gốc phải thấy là chúng ta đã biết đánh để đẩy địch đi vào những quyết định sai lầm về chiến lược và quyết đánh để làm cho địch suy sụp về tinh thần. Sư đoàn 3 sao vàng làm nhiệm vụ cắt đường chiến lược số 19 trong chiến dịch Tây Nguyên nếu sư đoàn 3 không làm chủ được đường 19, thì sẽ không có chuyện tướng ngụy Phạm Văn Phú. Tư lệnh vùng hai chiến thuật ngụy phải rút quân qua đường 7B để rơi vào cảnh thảm bại. Còn để làm chủ được đường 19, sư đoàn 3 đã phải quyết đánh gần 100 trận để tiêu diệt và làm tan rã sư đoàn 22 ngụy. Trong đợt chiến đấu ấy, sư đoàn phải chịu thương vong hàng ngàn chiến sĩ, hoàn toàn không một chút dễ dàng. Có tiểu đoàn D3, E2, mất gần hết quân số có chút điểm, cầu 16, cầu thủ thiện hạ, trên trục đường 19 phải đánh đi đánh lại 3 lần. Có lần, chính ủy trung đoàn phải xuống trực tiếp chỉ huy đại đội vì cán bộ tiểu đoàn, đại đội lần lượt thương vong. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn, cuộc chiến đấu của sư đoàn 3 sao vàng, trong chiến dịch cắt đường 19, đoạn phía đông đèo An Khê, phối hợp với chiến dịch Tây Nguyên của Bộ. Cuối năm 1974, sư đoàn 3 sao vàng vẫn phải tổ chức những trận đánh quyết liệt chống địch lấn chiếm ở Bắc Bình Định. Sư đoàn 22 ngụy nghi ngờ xuân 1975, sư đoàn 3 lại đánh lớn ở Bắc Bình Định như ở xuân 1972, nên chúng đã đưa quân đánh sâu vào vùng giải phóng của ta ở huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn. Tương kế tựu kế, sư đoàn dùng một trung đoàn đánh trả quyết liệt và nghi binh dùng xe ủi đất, máy cày, máy kéo, đêm đêm bật đèn chạy từ vùng căn cứ Hoài Ân tiến ra huyện An Lão thanh niên sung phong của tỉnh và lực lượng sản xuất, bệnh xá, thu dung của sư đoàn được huy động ra làm đường thâu đêm. Trong khi đó, chủ lực cơ động của sư đoàn gồm hai trung đoàn bộ binh. Một trung đoàn pháo binh đã bí mật chuyển quân vào khu rừng Đại Ngàn ở phía tây nam huyện Hoài Ân. Trung đoàn 270 công binh của quân khu Tăng Cường cũng bắt đầu triển khai công việc mở đường cho pháo xe kéo, làm ngầm qua sông Côn. Khó khăn nhất là con đường lên đỉnh núi Ông Bình cao 814 mét, phía bắc đèo An Khê để đưa pháo, cối lên đó bắn trực tiếp xuống mặt đường 19. Bộ đội ta chỉ được chặt cây con, còn cây to dùng cưa cắt 2 phần 3 gốc cây, đợi khi nổ súng mở màn chiến dịch mới cho hạ cây kéo pháo. Nhiệm vụ cơ bản của sư đoàn trong chiến dịch xuân 1975 là phải tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, phá hủy và thu một số phương tiện chiến tranh của chúng, thực hiện cắt đường số 19 dài ngày, tạo điều kiện cho hướng chính Tây Nguyên diệt địch, tạo sơ khoáng ở hướng Đông hỗ trợ cho phong trào tỉnh Bình Định. Cuối tháng 1 năm 1975, khi đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường theo các con đường mòn xuyên rừng thì trung đoàn 270 công binh bắt đầu khởi công con đường xe cơ giới, nối liền huyện Hoài Ân và huyện Vĩnh Thạnh tới huyện Bình Khê. Các tiểu đoàn trực thuộc cùng một lực lượng lớn nhân dân địa phương cấp tốc mở con đường phía đông sông Côn và nhiều đoạn đường nhánh để lên các điểm cao Hòn Sum, Ba Xuyên, Hữu Giang và núi Ông Bình khi chiến dịch phát triển sẽ mở tiếp qua eo núi Hoành Sơn ra phía đông và một nhánh cắt ngang đường 19 vào phía nam qua suối Đồng Tre, tiến ra Đồng Dụ, tổng chiều dài khoảng 260 km. Không phải đợi khi thông đường sư đoàn mới chuyển hàng vào khu chiến, mà ngay từ khi nhận nhiệm vụ, cơ quan hậu cần đã triển khai việc vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm và súng đạn từ các kho phía Bắc đưa về khu vực phía Nam. Tất cả các phương tiện ô tô, thuyền nan, ngựa thổ, vận tải bộ gồm 2.000 dân công và 1.800 chiến sĩ được huy động cho chiến dịch vận tải này. Cuối tháng 2 năm 1975, khi các cơ quan tham mưu chuẩn bị xong phương án tác chiến thì Trung đoàn 270 cũng đã hoàn thành mở đường đợt 1. Theo phương án tác chiến, trong bước 1, Sư đoàn sử dụng cả 4 trung đoàn tiến công đồng loạt các cụm quân địch trên tuyến dài 30 km dọc hai bên đường 19. Sau đó sử dụng một trung đoàn bộ binh, một tiểu đoàn công binh liên tục đánh địch trên hai khu vực. Đỉnh đèo An Khê, phía tây và núi ngang phía đông, không cho địch thông đường, nốt chặt bọn địch ở thị trấn Đồng Phó và khu vực vườn xoài, điểm cao 105, để cho trung đoàn bộ binh 2 và 141 vận động bao vây tiến công tiêu diệt, thực hiện cắt đường triệt để. Bước thứ hai mở chốt núi ngang cho viện binh địch vào khu chiến để tiêu diệt tiếp. Bước ba sẽ phát triển về phía tây hoặc phía đông tùy theo mệnh lệnh của quân khu. Ngày 26 tháng 2 năm 1975 sư đoàn bắt đầu hành quân. Những đơn vị đánh từ Nam Đường 19 được lệnh hành quân trước Tết Ất Mão. Bộ đội vừa hành quân vừa ăn Tết như binh sĩ của vua Quang Trung năm xưa. Dọc hai bên bờ sông Côn, trên con đường mới mở dây đặc kho, chạm, bếp hoàng cầm được ngụy trang kín đáo. Dưới những cánh rừng, bộ đội đi rộn ràng hối hả. Những đoàn dân công người kinh, người dân tộc thiểu số đi vận chuyển đạn, gạo từ tháng trước trở về nói cười hớn hở cắt đứt đường chiến lược số 19 là vấn đề đầu tiên được đặt ra với chiến dịch Tây Nguyên. Bởi nó không chỉ là đường tiếp liệu, tiếp viện chủ yếu mà còn là con đường rút lui nhanh nhất, thuận lợi nhất của địch xuống đồng bằng mỗi khi Tây Nguyên thất thủ. Chính vì vậy mà Tổng thống Ngụy Sài Gòn và Tư lệnh quân khu hai Ngụy quyết định phải giữ đường 19 bằng mọi giá. Với chiều dài gần 200 km bắt đầu từ cầu Bà Di trên quốc lộ 1, đường 19 chạy qua các huyện An Nhơn, Bình Khê, vượt đèo Thượng Giang quanh co hiểm trở, băng qua thị trấn An Khê, đèo Măng Giang rồi đổ vào thị trấn Pleiku, nơi đặt sở chỉ huy vùng hai chiến thuật ngụy. Được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phê chuẩn, Sư đoàn Ba Sao Vàng đã chọn khu vực tác chiến ở đoạn đường hiểm trở nhất là đoạn phía đông đèo Thượng Giang, đèo An Khê đến thị trấn Đồng Phó, huyện Bình Khê. Trên đoạn đường này, địch đóng 37 chốt điểm, trong đó có những cụm chốt kiên cố như núi Cây Rui, 7 chốt, cống hang rơi, 5 chốt, đồng phó hậu trạm vườn xoài, 7 chốt, chuông ổi đồi che chè, sáu chốt. Hầu hết các chốt đều nằm trên điểm cao, án ngự bên trục đường 19. Cuối tháng 2 năm 1975, địch tăng thêm trung đoàn 47 thuộc sư đoàn 22 ngụy vào khu chiến, đưa lực lượng phòng ngự của địch ở đây lên 8 tiểu đoàn bộ binh, 3 chi đoàn xe tăng, xe bọc thép. Nghi ngờ ta tiến công lớn cắt đường số 19. Chúng cho trung đoàn 47 sục sâu lên vùng núi Vĩnh Thạnh phát hiện lực lượng ta. Để giữ bí mật, sư đoàn sử dụng lực lượng trinh sát, Công binh trang bị gọn nhẹ đánh theo lối du kích, kết hợp với các bãi trông khiến địch không dám lùng sâu và cho rằng chỉ có bộ đội địa phương và du kích. Trung đoàn 270 công binh triệt để ngụy trang con đường đang làm và bố trí các tổ đánh địch từ xa, không cho chúng phát hiện đường kéo pháo. Kìm được địch là một thắng lợi lớn, nhưng một khó khăn nữa phải giải quyết là đưa pháo lên cao, vào gần, bắn thẳng. Hàng trăm người dùng mọi phương pháp kéo, đẩy những khẩu pháo nặng qua ngầm sông Côn chảy xiết vượt những ngọn núi cao từ 200 đến 800 mét ngay sát khu vực địch lùng sụp. Nhưng nhờ tổ chức chặt, nỗ lực lớn của bộ đội nên cuối cùng những khẩu pháo bắn thẳng và các cụm pháo bắn cầu vồng cũng đã vào trận địa chót lọt. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 1975, sở chỉ huy sư đoàn chiếm lĩnh vị trí ở Tây Nam điểm cao 784. Lúc 10 giờ 10 phút, trung đoàn bộ binh hai báo cáo có một toán thám báo địch sụp lên điểm cao 334 cắt dây điện thoại rồi phục kích bắn chết một chiến sĩ lấy mất bản mật khẩu. Trung đoàn 270 báo cáo một tốp địch vào tới đường kéo pháo lên hòn sum lấy mất 50 kg thuốc nổ. Tiếp đó, máy bay địch lên ném bom vào núi hòn sum. Sư đoàn nhận định, dù đã phát hiện dấu vết bộ binh và pháo binh nhưng địch vẫn chưa phát hiện đây là hướng chính của chiến dịch. Chúng vẫn giữ hai trung đoàn bộ binh ở phía Bắc, nghĩa là cho rằng tạ cắt đường 19 như năm 1972 để tiến công Bắc Bình địch. Các đơn vị được lệnh giữ bí mật khẩn trương chiếm lĩnh trận địa theo phương án đã định. Cho đến sáng ngày 4 tháng 3 năm 1975, tất cả sư đoàn đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ sương mù vén lên là phát hỏa. Hiệu lệnh nổ súng của sư đoàn là tiếng nổ giá min thổi của tiểu đoàn 7 ở đồi che trẻ. Tiếp đó, hai phát pháo hiệu một vàng, một xanh vút lên báo hiệu chính thức mở màn chiến dịch xuân 1975 trên chiến trường Tây Nguyên. Cắt đất con đường 19 cả một thung lũng rộng lớn của vùng Thượng Giang phút chốc bỗng vang lên bởi hàng ngàn phát pháo các cỡ từ cấp trung đoàn đến tiểu đoàn. Hàng chục chốt điểm địch từ núi Cây Duy đến Lăng Mai Xuân Thường đều bị tiến công. Tiểu đoàn 4, trung đoàn 12 tiêu diệt 3 chốt điểm trên sườn đèo An Khê. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 quét sạch địch ở chốt đồi đá và Lăng Mai Xuân Thường, núi Ngang. Đường số 19, đoạn Thượng Giang Bình Khê đã bị cắt chặn hai đầu bởi hai cụm chốt chiến dịch của sư đoàn 3 sao vàng. Trong khi đó, ba tiểu đoàn mạnh của sư đoàn liên tục tiến công vào sáu đại đội bộ binh và hai ban chỉ huy tiểu đoàn địch từ Chuông Ổi đến Định Quang. Đại đội 1, tiểu đoàn 7, trung đoàn 141 diệt chốt điểm che trẻ trong vòng 15 phút. Đại đội 3, tiểu đoàn 3, trung đoàn 2 ảo ạt sông lên đánh chiếm điểm cao cột cờ. Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Oanh, lúc vào chiếm lĩnh vướng phải mìn dập nát đội bàn chân nhưng vẫn cắn răng chịu đầu để giữ bí mật cho trận đánh. Nguyễn Xuân Oanh là người chiến sĩ đầu tiên của sư đoàn ngã xuống trong chiến dịch lịch sử này. Ở chốt điểm chuông ổi, cuộc chiến đấu của tiểu đoàn 7, trung đoàn 141 với sở chỉ huy tiểu đoàn 209 bảo an diễn ra gay gắt. Bộ đội phải ba lần tổ chức xung phong mới làm chủ được chuông ổi. Ba đại đội địch còn lại từ định quang đến tiên thuận rơi vào tình trạng bị bao vây bốn phía. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 làm nhiệm vụ tiêu diệt cụm quân này được lệnh xuất kích đại đội trưởng Nguyễn Tân Dân cho bộ đội đánh thốc lên điểm cao 309. Nhưng ba lần xông lên đều bị đại liên, lựu đạn địch đẩy bật xuống. Nguyễn Tân Dân xin hỏa lực chi viện và chuyển hướng tiến công thứ yếu thành chủ yếu. Chiến sĩ giữ máy bộ đàm hai oát Lê Văn Phiến bị thương gãy nát hai chân. Nguyễn Tân Dân định trực tiếp gọi điện nhưng Lê Văn Phiến đã ngăn lại nói. Thủ trưởng đưa bức điện cho tôi. Tôi làm việc nhanh hơn. Đó là bức điện cuối cùng của người chiến sĩ kiên cường ấy. Anh đã lặng lẽ hy sinh bên chiếc máy thân yêu của mình vào lúc hỏa lực của tiểu đoàn bắn chùm lên điểm cao 309. Mất 309, địch ở định quang, tiên thuận nháo nhác. Sư đoàn trưởng ra lệnh cho trung đoàn hai xuất kích. Sau 30 phút, quân địch bị ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ. Ngày đầu tiên sư đoàn san bằng 11 vị trí địch, diệt 316 tên, bắt sống 52 tên, thu 200 súng, có 2 khẩu pháo 105 ly và 2 xe đạn pháo. Lực lượng phòng ngự dự phòng của địch bị quát sạch. Sư đoàn cơ động đội hình áp sát đường 19. Các trận địa pháo 105 ly, 85 ly nhích dần lên. Hai khẩu pháo 85 ly nòng dài và cối 120 ly vào chiến lĩnh đỉnh núi Ông Bình cao 814 mét trong đêm 6 tháng 3. Ở phía đông khu chiến, đúng như dự đoán của ta, ngay sau khi đường 19 bị cắt ở đèo Thượng Giang, địch đã tổ chức phản kích quyết liệt. Nhất là cụm chốt núi ngang. Sân bay gò quánh cách đó khoảng 10 km các trận địa pháo Phú Phong, An Xuân, An Khê liên tục bắn phá, ném bom. Ta giữ chốt được hai ngày thì bị địch chiếm lại. Sư đoàn cho bộ đội lui ra đánh phục kích rồi dùng pháo bắn vào núi ngang làm cho địch phải kêu lên, núi ngang là một cửa tử. Tại cụm chốt phía tây ở đèo Thượng Giang, địch cũng ra sức tiến công từ An Khê xuống và từ Hòn Kiềng, chót vung lên nhưng ta vẫn giữ vững trận địa. Để làm chủ được mặt đường 19, ngày 8 tháng 3, sư đoàn tổ chức đánh chiếm cụm quân địch ở ấp Vườn Xoài, cầu 16, điểm cao 105 và căn cứ hậu trạm. Địch đóng ở đây có tiểu đoàn 1, trung đoàn 47, sư đoàn 22 và sở chỉ huy liên đoàn bảo an 927. 5 giờ sáng ngày 8 tháng 3, ta nổ súng tiến công, đến 7 giờ thì chiếm được ấp Vườn Xoài và cầu 16. Nhưng đến 12 giờ 30 phút, địch dùng 15 xe tăng, xe bọc thép dẫn đầu bộ binh phản kích. Bộ đội ta bị thương vong nhiều, tiểu đoàn 3 phải rút lui, địch chiếm lại vườn xoài và cầu 16. Chúng đưa sở chỉ huy trung đoàn 47, sư đoàn 22 đặt tại điểm cao 105 bên cạnh sở chỉ huy liên đoàn bảo an 927 để củng cố thế trận phòng ngự. Mệnh lệnh làm chủ mặt đường 19 trở nên cấp bách. Sáng ngày 10 tháng 3, sư đoàn sử dụng 3 tiểu đoàn bộ binh dưới sự chi viện của pháo binh tiếp tục tiến công chiếm lại ấp vườn xoài, cầu 16, điểm cao 105 và hậu trạng. Tiểu đoàn 1 và 3 trung đoàn 2 đánh từ phía Bắc vào. Tiểu đoàn 6, trung đoàn 12 đánh từ phía Nam ra. Dùng một đại đội của trung đoàn 141 đánh chặn quân địch chi viện từ thị trấn Đồng võ lên. Khi pháo hạng nặng của ta vừa dứt, bộ đội từ các vị trí tiếp cận sông lên. Trận đánh diễn ra ác liệt vì ta phải xuất phát tiến công từ gò, đồng chống trải. Địch có công sự vững chắc và xe tăng chi viện. Căng thẳng nhất là điểm cao 105. Sườn núi dốc, có nhiều gộp đá. Địch lợi dụng gộp đá lập các ổ để kháng. Bộ đội bị ghim lại. Tiểu đoàn trưởng Lê Văn Quế điện về trung đoàn xin hỏa lực chi viện. Hỏa lực vừa dứt, tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 2 sông lên đánh giáp lá cả với địch. Tên trung tá Lê Cầu, trung đoàn trưởng trung đoàn 47 ngụy biết tình thế không thể cứu vãn được vội dẫn một nhóm sĩ quan chạy về đồng phó. Nhưng vừa ra khỏi chân núi, đám tàn quân đã bị chính bom của chúng tiêu diệt. Mất điểm cao 105 và căn cứ hậu trạm địch tung hai đại đội bộ binh và một chi đoàn xe tăng. Xe bọc thép có máy bay và pháo binh yểm trợ đánh ra chiếm lại. Nhưng chúng bị tiểu đoàn 7, trung đoàn 141 chặn đánh ở Đồng Vắt. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 2 tiến công vào ấp Vườn Xoài và cầu 16 lần thứ hai. Địch dựa vào lô cốt và hào giao thông chống trả quyết liệt. Pháo địch không ngớt dội vào đội hình tiểu đoàn 3. Ở mũi chủ yếu, chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Danh Mạc trực tiếp chỉ huy cho hỏa lực đi cùng chế áp để bộ đội bò lên phá cầu 16. Chiến sĩ Nguyễn Văn Thanh đút được ống bộc phá vào lô cốt nhưng bị địch đẩy ra. Lập tức Thanh dùng toàn thân ấn ống bộc phá vào và giật nụ xòe, giữ một lát rồi mới lân ra. Bộc phá nổ om. Hỏa lực đề kháng của địch bị dập tắt. Bộ đội xông lên. Địch lùi vào lô cốt trung tâm rồi gọi pháo bắn chùm lên căn cứ. Bộ đội tạm dừng tiến công. Ta và địch mỗi bên chiếm một phần căn cứ. Buổi chiều, tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 lại tiến công một lần nữa nhưng vẫn không dứt điểm. Trung đoàn 2 ra lệnh bao vây để tối tập kích. Nhưng nửa đêm ngày mùng 10 tháng 3, tiểu đoàn trưởng của địch cùng bọn tàn binh đã rút chạy khỏi căn cứ. Như vậy, trước khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn ở Buôn Ma Thuột, sư đoàn 3 sao vàng đã đánh thiệt hại nặng trung đoàn 47, sư đoàn 22 ngụy và liên đoàn Bảo An 927, làm chủ hàng chục km trên đường 19 đoạn phía đông đèo An Khê thực hiện thế chia cắt chiến lược hiểm hóc giữa Tây Nguyên và đồng bằng khu 5. Chiến dịch Tây Nguyên nổ súng được 4 ngày đã đẩy quân khu 2 ngụy vào tình trạng hoảng loạn. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Nha Trang gọi Phạm Văn Phú, tư lệnh quân khu 2 xuống báo cáo. Sau khi Phạm Văn Phú từng trình, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho rút quân về giữ đồng bằng. Việc bảo vệ miền Duyên Hải trở thành vấn đề sinh tử đối với địch. Bởi vậy, trên con đường 19, Phạm Văn Phú ra lệnh cho sư đoàn 22 Ngụy từ phản công tái chiếm chuyển sang chống đỡ và ngăn chặn phát triển của ta từ cao nguyên xuống Quy Nhơn. Chúng cấp tốc dùng máy bay trực thăng bốc tiểu đoàn 3, trung đoàn 47 ở đỉnh đèo An Khê đưa về phía đông, điều toàn bộ trung đoàn 41, sư đoàn 22 từ huyện Phú Mỹ vào, đẩy trung đoàn 42, sư đoàn 22 lên cùng với tiểu đoàn 3, trung đoàn 47 lập một cụm chốt 12 điểm từ thị trấn Đồng Phó đến Bình Tường dựng thành lá chắn bảo vệ phía tây thị xã Quy Nhơn và vùng đồng bằng Nam tỉnh Bình Định, quân cảng Quy Nhơn. Sư đoàn 3 Sao Vàng nhận điện khẩn của quân khu 5 giao nhiệm vụ vít chặt hơn nữa đường 19, không cho địch thông đường để cứu Tây Nguyên. Nắm lại tình hình, sư đoàn 3 nhận thấy toàn bộ sư đoàn 22 Ngụy đã tập trung vào đường 19. Nếu ta đập tan được cụm phòng ngự của địch ở Đồng Phó thì mới làm chủ được đường 19 vững chắc và có thể dẫn tới những đột biến lớn. Từ sự phân tích đó, sư đoàn quyết định sử dụng trung đoàn 141 và trung đoàn 2, tăng cường thêm tiểu đoàn 6, trung đoàn 12, bằng chiến thuật bao vây đánh lấn tiêu diệt 3 tiểu đoàn địch từ Đồng Phó đến Bình Tường. Đồng thời dùng trung đoàn 12 tiến công cụm chốt cây rui làm chủ toàn bộ đèo An Khê. Sư đoàn dốc toàn bộ lực lượng đánh liên tục 3 ngày đêm. Thương vong khá lớn nhưng bộ đội vẫn thay nhau chiến đấu đến cùng. Các tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn, thậm chí cả chính bị trung đoàn đều nêu gương chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ ở những nơi khó khăn nhất. Ngày 18 tháng 3, sư đoàn nhận được thông báo của quân khu địch đã rút khỏi con tum, Pleiku. Khen sư đoàn đã làm chủ đường 19 nên địch phải rút theo đường 7 và đang xa lầy ở đó. Quân khu ra lệnh khẩn cho sư đoàn 3 dùng một trung đoàn nhanh chóng tiến về phía tây giải phóng quận lị An Khê. Lực lượng còn lại tiến về phía đông bao vây tiêu diệt sư đoàn 22 ngụy, giải phóng thị xã Quy Nhơn giải phóng tỉnh Bình Định. Niềm vui lớn bùng lên khắp sư đoàn. Thời cơ thực hiện khát vọng trong 10 năm trời đã đến. Không kịp họp đảng ủy sư đoàn vì các đảng ủy viên hầu hết đang chỉ huy trên các hướng. Bộ tư lệnh sư đoàn, một mặt ra lời kêu gọi các đơn vị, một mặt cử tham mưu trưởng và phó chính ủy sư đoàn xuống thẳng trung đoàn 12 trực tiếp chỉ huy giải phóng huyện An Khê. Cái khó lúc này là quân số hao hụt. Mỗi đại đội chỉ còn khoảng 25 đến 30 tay súng nhưng niềm vui chiến thắng từ các chiến trường đưa về như một sức mạnh kỳ diệu tiếp sức cho mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội cắt rừng nhanh chóng tiến về thị trấn an khê trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi